Thưa quý vị, mới đây tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ thực hiện một số dự án để cải tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân thủ đô, trong đó có việc đục thông 130 vòng cầu đã bị bịt kín nhiều năm nay. Gần 130 vòng cầu này kéo dài từ đường gầm cầu đến đường Phùng Hưng thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Các vòng cầu này gắn liền với tuyến đường sắt đi từ ga Long Biên nối với một số tỉnh phía Bắc. Được xây dựng cách đây trên 100 năm do nhà công chính Đông Dương đảm nhận. Những vòng cầu liên tiếp nhau này được xây bằng vật liệu xi măng đá hộc tại những phố lớn như phố Nguyễn Thiệp, Hàng Lược và Phùng Hưng. Trước đây, các vòng cầu này được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho xây bịt kín lại vì lý do an ninh trật tự. Nhận được thông tin vòng cầu sắp được đục thông, nhiều người dân sống tại đây tỏ ra vui mừng vì nhiều đoạn vòng cầu bị bịt còn lại khá hẹp, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết thêm, việc đục thông các vòng cầu này không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân thủ đô, hỗ trợ du lịch mà còn tạo điều kiện cho người dân tại phố gầm cầu thuận tiện hơn việc đi lại và sinh hoạt. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.